tối ngày 29 tháng 6, các bạn trẻ là du khách hoạt động trong lĩnh vực môi trường và người dân đã hỗ trợ nhiều giờ đồng hồ để cứu một con cá heo bị thương trên biển Mỹ Khê, thành phố Đà Nẵng. Và cho đến sáng ngày 30 tháng 6, cá heo đã được đưa trở lại xuống biển. Trước đó, khi phát hiện cá heo ở bờ biển, hai du khách đã giúp đưa cá heo ra ngoài biển. Tuy nhiên, vì thấy có vết thương nên đã xuống biển và đỡ cá heo thở suốt 4 tiếng đồng hồ. Sau đó, cá heo được đưa lên thuyền thúng, các bạn vừa cố gắng sơ cứu cá heo, vừa phải liên hệ với các chuyên gia ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và quốc tế để nhờ hỗ trợ. Sau đó, một chuyên gia ở Malaysia đã gọi Sky hướng dẫn chi tiết cách sơ cứu vết thương cho cá heo ăn như thế nào. Mọi người vừa nói chuyện và hát cho cá heo nghe. Sau nhiều giờ tích cực sơ cứu, cá heo đã được đưa trở lại xuống biển.